Ok, mời lên em. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái những cái chương cuối của con Honey Ion the Queen này thôi. Thực ra con game này á, giai đoạn ban đầu á, thì nó làm cũng tạm ổn đi. Cái này là cái video lần trước anh em coi là kết thúc ngay chỗ này. Nhưng mà từ cái đoạn này đến đoạn này á, nó gần như không có gì cả nên tôi bỏ luôn, rồi không có quay video nữa. Tôi vô thẳng cái đoạn mà ngày 63, những cái ngày cuối cùng của chúng ta. Thực ra cái con game này giai đoạn đầu họ làm rất là tốt, rất là thú vị, có nhiều thứ để khám phá, xây dựng rồi nâng cấp cái thứ lên. Nhưng mà giai đoạn giữa game á thì nó rất là nhàm chán luôn. Giai đoạn giữa game thì vẫn có một vài cái tiến triển đáng kể nha, nhưng mà tới giai đoạn cuối game này nè là gần như không có gì để chúng ta làm nữa. Một số cái phòng thì như lần trước đến giờ anh em coi á, tôi chỉ xây thêm một số phòng thôi, nó tương đối là vô dụng, mấy cái phòng đó nó chả tác dụng gì cả. Còn đây là mấy cái phòng tôi xây thêm là chính chứ nó không có nghĩa lý gì đâu. Chúng ta có cái phòng mới là cái phòng này, gọi là cái phòng nằm gồm cái phòng cuối cùng. Khi cái phòng này đó, chúng ta sẽ triệu hồi một cái sinh vật khổng lồ lên bằng cách kích hoạt tất cả cái công trình xây dựng của nó luôn. Thì tôi sẽ mở rộng cái phòng này ra một chút, nó có tên là ghép qua phui luôn cái này đi đó cho nó bá đạo luôn. Rồi cái phòng này thì tôi còn thiếu ba cái món vật liệu nữa nè, đây thiếu ba cái món này nữa, ba bốn món gì đó. Thì đầy đủ những cái món này, đầy đủ bốn cái món này thì chúng ta mới có thể là kết thúc phá đảo game được. Đây nó yêu cầu ở đây nè, đâu rồi ta, thường nó yêu cầu như đây nhưng mà tí nữa xong thì tính là phê nành gum đó. Thì chúng ta phải xây dựng được căn phòng này, nâng cấp hết tất cả trong cái chỗ này luôn. Chỗ này thì tôi đang nâng. Nhà vệ sinh thì cũng xây thêm một số cái đơn lẻ, bây giờ nó mạ vàng luôn rồi nè, mạ vàng nhìn đúng là ngầu đét luôn. Đây là cái những cái nâng cấp cuối cùng là hầu như khúc này đến khúc này nó không có gì cả, nó chỉ nâng cái phòng thêm, tăng thêm mấy cái hiệu số rồi thôi. Bên này thì tăng thêm một vài hàng đệ 16:40, còn cái này là 300 giờ mới ra được hàng đệ này luôn. Còn bên này là mình sẽ nâng lên, bên này vẫn là nâng mấy cái phòng mình thôi, nó lên được cái phòng than, cái than trong cái phòng nhiệt 13 tiếng. Còn bên này thì nâng cấp quần áo nó gần như vô nghĩa, tôi cũng chả biết mặc sao luôn. Thôi nâng cấp cái gần cuối luôn đi, 3 tiếng à. Rồi ok, nâng cái đó lên hình như là xây được thêm một số cái trong cái phòng này thì phải. Đây nè, buộc phải xây bốn cái này nữa thì chúng ta mới hiểu chị triệu hồi được con quái vật biển sâu. Sao chưa xây được ta? Tín đồ thì nó mới cho tôi một thằng tín đồ mới là cái thằng này nè, Robo Index nè đó, anh em nhìn chỉ số nó rất là kinh luôn đó nè, cực phẩm luôn, cấp độ tối đa. Thêm cái chép nữa, nó là dạng cái Index nè, dạng cái bộ xương á, nên nó không có cần ăn uống gì cả đó, nó cũng không bị thương luôn, nó không ăn không bị thương. Còn cái này là khi nâng cấp lên thì nó được cái ưu điểm thêm, tôi cũng chưa biết tăng cái gì cho nó nên cứ để đại đi. Bên này con bé này nó lại nâng cấp hả, 15 kill phone. Con này là bán, con này hình như nó mới cho tôi thì phải. God Die nè, là cái sinh vật thần thánh nó mới được cử xuống á đó. Đó đây nè, anh em nhìn thấy mặt nó hiền từ nhân đạo chưa, phúc hậu luôn á, khuôn mặt phúc hậu của chúng ta. Con này vô đây làm gì đó, là anh em mở trong cái bảng kỹ năng nãy nó nâng cái nhánh bên phải nè thì sẽ được cái con đó đó. Bây giờ để coi đây, mấy tín đồ tôi thì không cần đó, bây giờ mấy cấp bậc nè nó gần như vô nghĩa luôn. Mấy cấp này thì có cái căn phòng này, vô đây chúng ta nâng cái chất lượng nó lên, nâng được cái godlike luôn, như con này nâng lên được với Angie Good. Lừa đảo thì đã lên rồi 900 nữa nha, hơi mắc điểm tí, nhưng mà cái phần research này map nó cho anh vui giờ nè, nó cũng không có gì mới cả. Mission thì bây giờ có cái nhiệm vụ truyền thông mát ngàn thì nó cũng không hơn gì hết nên gần như vô nghĩa đó. Còn cừu non bán hàng ba nâng mát cái này, còn con cừu non Gobo Index nè, cái này nhìn giống hệt thiên sứ luôn, đặt tên cho nó thiên sứ dáng chân phúc hậu thấy không, nhìn hiện từ dễ thương hết, trò đùa quỷ dữ. Ủa trò đùa phúc hậu chứ, nó sẽ cộng 4 vào hai chỉ số này, dáng đẹp và đùa giỡn. Tất cả các phòng AVG cái này nhiệm vụ nó hỗ trợ nghiên cứu, nghiên cứu thì bây giờ vô nghĩa rồi. Nên cái điểm này cho nó vô cái phòng trung tình này, tôi sẽ gắn nó làm việc cái phòng trung tình này luôn. Rồi nó rồi, thiên sứ giáng trần nè, mặc định cho nó vô cái phòng mà trung tình này thôi.
lừa đảo và nói chuyện trước đám đông. Rồi ok, lừa đảo thì nó đã cao sẵn rồi, nói chuyện trước đám đông. Cái vòng ở đâu ta, cái vòng trung tình ở đâu rồi, cho nó hiện đây. Đây đây đây, lừa đảo này thì có 10 rồi, bỏ cái này đi, có 2 rồi bỏ luôn. Thuyết trình thì 88 cũng không ngon, 5 năm, 5 năm không cần, 10 không cũng không cần luôn, 09 cũng không luôn. Rồi, thiên sứ giáng trần của chúng ta là 4 điểm với nói chuyện với đám đông 12 điểm, là tổng cộng 16 điểm, rất là hợp. Nó còn lên cấp nữa nha, mới level 8 thôi. Phòng này thì bây giờ vô dụng rồi, tôi cũng không biết nó làm cái gì luôn nữa, tại vì mát hết chỉ số rồi. Để gì thì nó chật hả? Game này á, anh em xây không có nhiều đâu, như tôi xây còn trống rất là nhiều luôn à. Nên sau này có chơi anh em cứ xây cái vòng rộng rộng đại đi, đừng có xây mấy cái vòng nhỏ nhỏ như tôi, nó tiết kiệm diện tích quá thì bây giờ nó lại là vấn đề nữa rồi đó. Biểu tượng này đây đẹp hơn, anh em cứ phành tẹt ra mát kích cỡ cái phòng không bao giờ hết đâu. Nhiệm vụ mới thì giảm nhiệt, nhiệt bây giờ không còn nhiều, truyền thông thì không cần, đồ đạc thì cũng chả nghĩa lý gì mấy. Cover up là nó sẽ chuẩn bị cái nhiệm vụ đó cho mình, chí thể và gián điệp. Gián điệp hình như là thằng mới của mình cũng có 4 rồi nè, cho nó đi đi để mấy thanh niên kia gánh nó. 12 12, cái này là 22 nè, 16 đủ luôn, đi luôn để hai thanh niên nó gánh cái thiên sứ giáng trần của mình, cho nó lên gấp. Bạn ăn hư nào không đứa nào sửa đi. Bây giờ có cái này hơi lâu ha, bên này thì mình nâng gấp đừng để lên, bên này thì mình đẩy cho nó một cái điểm mà cùi cùi nào đó mình không có ưng ý á, thì mình cho nó vào đây mình tẩy điểm. Như con này nó đang ghét cái tivi nè, ghét cái trò chơi của biết nè, xóa cái tivi nó đi. Nó đi đâu rồi? Xóa ngày này tốn 225 điểm. Mấy cái chữ này thì bây giờ nó cũng chán lắm. Cộng 3 điểm kỹ năng xã hội cho con mà kế hoạch vô nghĩa luôn. Đó, mình vô đây mình tẩy tỉ nó, xóa mất một điểm nữa. Mày vô đây làm việc đi mày. Giáo chủ này, mình không có điều động giáo chủ thì được, nó thích ở làm nó thích thôi à. Vô đây để nhanh cái này lên cho nó rồi đấy. Bây giờ game nó vô cái chế độ chỉnh lại thì không có gì mình để làm nữa cả. Còn con gián trần này nó chỉ nói chuyện với đám đông thôi, thằng Indeed này cho nó làm gì bây giờ trời. Phòng nào mình cũng có đủ người làm việc hết trơn này. Hai phòng này ok xong hết rồi. Bệnh viện đúng rồi, Indeed vô bệnh viện là số dách luôn. Hình như bệnh viện là không cần ai cả hay vậy. Trời, các bạn tiếp tân hỏng luôn nè, không đứa nào sửa à. Con đen di năng này đi sửa các bạn nè. Qua đây qua đây qua qua đây. Rồi sửa xong các bạn, nhưng mà không ai tiếp tân luôn. Bây giờ tụi nó vô đây vui chơi là chính. Tôi đi hiến tế bớt chạy bài nữa đi. Xong nè, 34 giờ. Bây giờ cái nhiệm vụ nó chỉ câu giờ là chính thôi, 23 giờ. Thì là nâng cấp một cái vật thể trong cái phòng ghép quan này nè, phát cái này là coi như xong game đó. Bây giờ để nhanh tiến độ lên đi. Giáo chủ thì nó làm việc ở phòng này quá thoải mái rồi.
chắc tầm vài ngày nữa là chúng ta hết game thôi. Để tôi bật cái nhạc gì nghe trong lúc chờ chứ game mà trong này nhạc nhiều nó chán lắm. Rồi ok, nhạc này hy vọng là không có bản quyền. Có bản quyền thì cũng muốn kệ thôi, cái kênh tôi nó cùi lắm. Phòng trung tình nên được bật vàng luôn. Ủa vậy cái thằng kia đâu nó không vô nói chuyện. Quét xong. Bài nhạc này nghe sợ dính bản quyền quá. Ban ngày ông này đi ngủ với bà này à, xứng đôi vừa lứa mới ha. Có anh hai ngu nghe. Bên này không biết có đặt đồ ăn gì lắm á, đặt lại đồ ăn ơi. Bắt nè, bắt nè, 1.000 đô bây giờ tiền là vô nghĩa như mình này. Vẫn còn lên cấp, con cừu non nghiên cứu này thì bây giờ nó đâu có nghiên cứu ở đâu. Bây giờ làm gì con quét nào nghiên cứu nữa đâu. Rồi rồi, mát luôn cái cây nghiên cứu rồi. Và đây nói đạo lý, hay là đuổi nghiên cứu đi luôn ta. Bây giờ nó vô nghĩa rồi. Đây cừu non nghiên cứu của chúng ta đây, 12 điểm kế hoạch, 12 điểm trí tuệ. Thì bây giờ cái phòng nghiên cứu này, nhưng mà chỉ số đẹp lắm, công tôi nuôi dưỡng nó lên nó mới được như thế này rồi. 3 điểm nghiên cứu, 3 điểm trí tuệ là sinh ra để làm nghiên cứu viên luôn á. Và bây giờ mình hết nhu cầu rồi. Còn bên này cái vàng đệ này ngon. Cái gì? Mưa giữa ban ngày. Toàn chỉ số ngon không á. Bây giờ tuyển mấy nhân viên này về cũng được đó nè. Nhiệt thì có 100 à, không cần. Mười hai, mười một, hai hai, mười, mười một, mười, mười một. Mát cái ống này luôn thì được khoảng bao nhiêu ta? 60% á. 72 làm đại đi, cũng được thôi. Rồi nó ăn thịt bậy bạ quá nên nó bị trừ 6 điểm. À, bây giờ mình chỉ cần bật cái phòng cuối cùng này lên là xong. Chúng ta chưa mở được cái nào nữa cả, 4 cái. Bây giờ nó nghiên cứu mất cả ngày rồi. Nên giờ ngắm cái mà dân của chúng ta nó làm thôi. Em thấy quy hoạch chưa? Đất đai còn thừa mứa hết. Sau này xây á, đừng có tiết kiệm diện tích như tôi. Anh em cứ tẹt ra đi, con game này xây thoải mái luôn. Thậm chí đường nên làm 3 ô chứ đừng có làm 2 ô nữa. Cái tượng này giống tôi quá vậy. Cái con này nó phun ra từ cái miệng à. Có cái lá che ở đây nữa nè, giống hệt thằng chủ luôn mà. Sắp lên cấp rồi. Nó ngồi nó thuyết giảng ở đây là lên cấp vèo vèo luôn, là nhận được 5 điểm XP rồi. Cơ hội bị thương thì tăng lên. Rồi bên này nó mời chào khách vô, nó thu tiền vé luôn. Con này là chuyên đi chèo kéo khách, nói chuyện trước đám đông với mà kiếm tiền nè. Nó sẽ ở bên cái phòng này đó, nói chuyện trước đám đông với kiếm tiền. Nó ra nó mời khách, nó kéo khách vô đây mới nói bị thương không, bị thương. Rồi cho nó đi bệnh viện thôi, bấm vô đây. Mình có cái phòng viện đây, bấm vô đây cho nó đi nó nghỉ. Đó.
là nó qua cái phòng bên đây nó nghỉ nè. Phòng bên này thì chưa có ai cả, chật tịch với nói chuyện mình có đứa chuyên làm nữa này, làm lẹo lên nhìn nó phía sau lưng mà nó cũng để cái lá nữa. Nó câu giờ gõ luôn á. Game câu giờ Poseidon. Phòng này đa mát luôn này, nên để mấy cái này vô chỉ là thừa thôi, chứ không nghĩa lý gì cả, để trang trí cho đẹp á. Này sẽ nhìn bèo bọt quá nhỉ. Cái nhạc tôi bật ở ngoài đó nha, mà nó nghe còn hợp hơn nữa. Phòng này chắc giải thể luôn á. Phòng này bây giờ đâu có nghiên cứu gì nữa đâu, đúng không? Thất bại, một thằng đi tu. Hao, hao. Rồi thanh niên này đi tù 24 giờ rồi, nó không phải là người nữa mà vẫn bị đi tù. Này đi vô nằm viện luôn đi. Còn phải. Này là cái phòng rẫy não nè. Phòng này là cái phòng Minchi, cái phòng để tẩy não đây nè, và bên này là cái phòng ký hợp đồng contract room. Mình ký hợp đồng á, thì trong đó mấy con tín đồ á, nó sẽ phục dịch mình rất là nhiều, nhưng mà hết cái thời gian phục dịch á, là bắt đầu nó bị hiến tế. Để cái bàn cho nó đẹp vì co xong nè. À bây giờ phải làm nhiệm vụ dựa trên mấy cái này đó hả? Rồi hiểu. Cấp bậc 8 thì đơn giản quá rồi, chọn đại 4 đứa cũng đủ nữa. Nãy tính làm gì đó? À xây hai cái bàn decor để lên cho nó đẹp. Tượng mèo để đâu cho nó dễ nhìn dễ thương tí thôi, để nhà vệ sinh ha. Bên này cái nến nó lọt dưới đất gì không? Màu tím hơi đậm rồi. Phòng này thì chắc màu xám này. Hơi dư rồi đó. Thực ra là mình tới 6 cái luôn rồi. Đem đây đi. Cái bong bóng này của cái thằng gì ta? À, thằng IT. Thằng IT. Cái phim đó tự nhiên khá là nổi luôn. Tôi coi thì cũng thấy bình thường. Này cái phòng ngủ xịn mới xây nè, cái này nhà vệ sinh bằng vàng cũng mới luôn nè. Bị thương liên tục vậy trời, gãy xương luôn rồi, xương giờ phục hồi trừ 6 kỹ năng bán hàng. Rồi con cùng đâu nghiên cứu thì mình đâu có nghiên cứu nữa.
Có khi tuyển cái con cừu non nghiên cứu đi luôn á. Tại giờ mình có nghiên cứu ở đâu. Rồi, cho bạn nghỉ nghỉ hưu luôn. Thương tật thì đầu hỏng gì đầy hết trơn. Con gián trần này là ở đúng là điểm này. Mình coi mình tuyển được ai nữa đây. Con bé này có vẻ ngon. Bực vàng. Level cấp còn một nhận ít pin nhanh hơn ở những cái phòng mà mang tính giải trí. Rồi sáng nó lại nó thức dậy thì mình lại nó lại mình tuyển nó luôn. Con này tên là Anna Delay. Ủa Ashley, Ashley nha. Hai kỹ năng lừa đảo à. Con dưới có vẻ ngon hơn á. Bị thương gì liên tục vậy? Ôi ôi coi nhỏ bó bột thôi kìa. Anh em thấy dao kèo với quỷ dữ thì nó nguy hiểm chưa à? Làm tí giảm nhiệt ha. Tại cái văn phòng của mình nó còn ai nữa không vậy? Quá trời chữ luôn, trời ơi. Cái này là cái mê cung nè, lần trước đi rồi. Đi bên phải là sai. Đi thẳng sai luôn, vậy là ghé trái. Ghé trái lần nữa, sai. Ghé trái, đi thẳng. Sai, ghé trái, đi phải. Anh em thấy nhân phẩm tôi nó đang cỡ nào chưa? Rồi cái cuối cùng trái sai trái phải đúng rồi đó, trái nè phải nè thẳng nè. Thực ra nó chỉ có 9 lần thử thôi mà tôi thử đến lần thứ 8 mới đúng á. Nằm viện toan toét lắm rồi, biểu tình luôn, có 200 điểm à nên biểu tình nó không có nhiều đâu, có 5 tiếng à. Tôi có làm gì sai đâu, tôi sợ mấy bạn ở đây biểu tình á, phản động à, chính quyền chuyên chế đâu. Em thấy bức tượng bây giờ đó, đóng hai bức tượng hai bên, gãy đèn cắm dài dọc luôn không? Có bất kỳ đồ treo đây luôn nè, coi có đồ gì mới mới không? Nào đo, có cờ nữa thôi. Mình treo cờ trắng thẳng mặt mấy bạn luôn đó. Mấy ghế này nó có ngồi không ta? Lại bị đu. Vãi thiệt cái đội hình. Ừ quên nữa, đi tiễn mấy thằng kia. Hết lây nào phải không? Tiễn luôn. Chào em, chào mừng em gia nhập vào những giáo phái tín đồ On In Ái Đái Xã Hội. Vô đây thảy do nó kết thúc cái buổi biểu tình rồi. Tăng thêm 75 nhiệt, mất 60 điểm truyền thông, giảm vấn đề gì cả. Vô đây thì mình sẽ xóa vô con bé mới Ashley này nè, xóa bỏ cái điểm mà xóa hết luôn, xóa hết toàn bộ điểm này, nâng lại điểm cho nó. Ủa, con này nó có 3 điểm chật chật ở đâu vậy? Sức khỏe à? À, điểm này cũng khá là vô nghĩa. Bây giờ mình đâu cần mấy cái phòng nữa. Kế hoạch này thì cũng không ngon cho lắm. Nó 12, 2, 9. Trong khi tôi có con là kế hoạch này. Nó 16, 13 luôn. Rất là ngon rồi nha. Dư 2, 3 điểm ở đây nó. Do thừa điểm đó, anh em nhìn cái tổng chỉ số của con này là nó gần để 34 luôn. Nên thằng này chắc nó nằm viện là tôi tỉnh nó đi luôn á. Vú vú cô chứ không phải là vú tôi hả?
hai đứa Ashley mới luôn hả? Tẩy hết điểm đi, tẩy điểm á, mình có 30% cơ hội cho nó một cái ưu điểm nữa. Rồi sau đó mình nâng cấp nó lên ở đây. Đang tẩy não còn đây nè. Kế hoạch đó thì thường tôi sẽ cho một đứa làm thêm cái kế hoạch vào buổi tối. Gián điệp với Phailan nè, hai đứa này thì nó tương đối với nhau rồi, 6-16 nè, 13-16 nè. Gián điệp với mà Phailan. Hai đứa gián điệp thì một đứa làm việc ban ngày, một đứa làm việc ban đêm. Để cho nó cover mấy cái nhiệm vụ, nó cover mấy cái nhiệm vụ như thế này nè. Mình làm tăng tỷ lệ phần trăm lên rất là cao. Còn cái này nhiệm vụ kia khá lâu. Nữa hả nhá. Trời ơi. Nó bệnh đa di năng luôn. Con thuyết trình này là nó bên cái gì? Cù non thuyết trình. Nó chỉ nói chuyện ở phòng trung tình nhờ cái phòng này. Thì có cái con bé thiên sứ giáng trần nó làm mà. Cái phòng này là buổi tối nha, 8 với 6 thì nó không nhiều đó. Ngon. Nó có cái kỹ năng này khá là ngon á, nhưng mà bây giờ nó max cấp rồi nên đâu có cái tác dụng gì nữa đâu. Khuyết điểm thì nhiều. Bài bạn luôn. Đó, chỉ số người ta nhìn thấy ham chưa? Xóa nốt cái này. Cay chứ gì? Cay chứ gì? Trời ơi. Cái méo nào. Ủa, hết vườn luôn hả? Còn vườn mà. Cho nó lên cấp bậc cực cao luôn à, 900 điểm đó. Lên với Eliwood luôn. Vậy lại đi đâu đó? Tôi cảm thấy có một cái điều gì đó thực sự thay đổi trong tôi. Không khí trở nên tươi mát hơn. Đó, nhận được hai chắc luôn. Cộng 3 cái kỹ năng em phải ghi gì đó, level cấp lên 12. Về mấy chưa? Ủa? Sao nó ghi cộng 3 mà? À không, con này con khác. Này mới đúng. Rồi, cho đi bán hàng luôn. Nè, nó sẽ làm ở những cái phòng này. Cái phòng giải trí, mang tính giải trí này thì điểm nó cao hơn. Không cần phải đây đâu. Giảm nhiệt, giảm nhiệt. Ủa, giảm nhiệt đang làm. Ba mấy mà có 68% mà. Thôi bây giờ lấy chi ba cái đồ đạc đó nè. Vô dụng. Giờ đợi hai này xong thôi. Này nó đang làm ba mấy phút nữa. Tăng 41 nhiệt. Nhiệt bây giờ nó lên tới là 1000 lần. Lên có 300 mà chả sao đâu. Xong. Tham 4 nhiệt thì trả bao nhiêu cả. Cái này thì mình nhiều lắm. Đa năng thì mình nhiều lắm. Mười mười chín chín là mới có 44% thôi. Nên chờ đi.
Mình sẽ dò đứa này nè. 12 nè. Cái này 11, 11 không nhiều, cái này là 12 luôn nè. Rồi, chờ mấy đứa này nó cooldown là cho nó đi làm nhiệm vụ này là xong. Nhiệt xong luôn rồi. Thôi, cái này không cần làm đâu. Mười một. Mười hai, mười hai. Rồi, chờ hai đứa này. Mình tuyển thêm một thằng đệ nữa. Đây, 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 đây. Nhìn là thấy tính này. Toàn màu vàng không luôn. Lại bị thương. Lại bị thương. Năm đứa nằm viện. Cuối game cái nó cho anh mình hay gì á. Ủa sao con Gobo Index này nó không có điểm nào nhìn vậy? Hình như tôi quên tăng nó. Đây là hai ghi hay lên gì mới cho anh nào. Mình sẽ cần một đứa bán hàng là 5 đứa rồi. Bây giờ ngoài bán hàng ra thì còn làm cái méo gì nữa đâu ta? Thuyết trình thuyết giảng đạo lý ở đây thôi. Vận hành cái phòng này. Lừa đảo với tính tiền thì cũng có nhiều luôn. Đi chào mời khách ở đây. Nói chuyện trước đám đông và tính tiền. Nói chung mình đuổi mấy đứa ra tuyển mấy đứa mới này vô. Tính tiền. Phòng rồi đi. Tính tiền và nói chuyện trước đám đông. Con bé này mới tuyển chưa biết cho làm cái gì. Này cũng chưa biết luôn. Hai đứa chưa biết cho làm cái gì thì trăm phần trăm qua cái giờ giáo găng đi rồi mình cho nó đi làm luôn. Anh ơi bạn ơi, nhiệt hơi cao rồi đó nha. Nhiệt mỗi ngày tăng 20 á, tăng 20 thì không đáng kể. Kiểu này nhiệt hơi cao rồi, phải làm giảm giảm xuống mới được. Tí nữa coi mấy cái nhiệm vụ nhiệt nó yêu cầu cái gì thì mình cho mấy đứa này học. Đi bệnh viện, đi bệnh viện. Siêu nhân này đi bệnh viện luôn hả? Đi ngủ đi. Hết gì để làm. Tính đồ vừa tụt xuống 40 thì bữa nay nó lại phui lên 45. Mấy con cừu thì vừa đuổi lần một đứa thì tiễn lại một đứa. Quá vậy đồng đồng nó vô dữ gì ta. Sao một bầy đồng đồng nó vô tem tôi như thế này. Bệnh viện phu giường luôn. Giảm nhiệt, giảm nhiệt, ưu tiên giảm nhiệt. Trời ơi.
chừng 100, chừng 150. Ba cái đó bây giờ tôi thấy nhảm đó, lúc đầu viết đó thì nó còn hay hay, sau này nó một đó là lặp lại, còn hai đó là quá nhiều chữ đi. Còn cái thứ ba nữa là nó nhảm nhí vô cùng, nó không còn ấn tượng như cái lúc đầu mình chọn ba cái mà nhiệm vụ đó nữa. Lúc đầu làm thì nó có vẻ ngon, nhưng mà sau này thì nó làm kém quá, không có còn sự sáng tạo nữa. Nhiệt lên level 10 đúng không ạ? Hai đứa này nó bị thương chứ không thôi là tỷ lệ nó cũng khá là cao á. Thấp nhất là đứa chín này nè. 10. Rồi bị lỗi nữa nè, thiếu một lót đây nữa này. Lần trước cũng bị cái lỗi bết này nữa. Nó lại, nó lại. Đốt mã lâu dữ vậy ta. Yuko cộng 4 kỹ năng bán hàng luôn. Dựa anh đi vào bán hàng đi, suy nghĩ nữa. Yuko bây giờ nó theo cái đường bán hàng à. Hồi nãy tôi đang làm gì đó. Đúng rồi, nhiệm vụ nhiệt. Nó vẫn hiện 4 trên 4. Nhưng mà nó tính là 3 lót á, nên cái tỷ lệ mình rất là thấp luôn. Đi làm lại đi. Biết rồi, báo phiên hành không ngoài. Bây giờ Yuko là theo mấy tụi bán hàng này, nguyên dãy này luôn. Trừ 3 điểm này thì nó sẽ không làm những cái phòng này. Trừ 3 điểm nên cấm tiệc nó bán mạng lên những cái phòng khuyết điểm của nó luôn. Truyền thông mình thấp quá rồi. Thôi cho nó đi nữa, hết người rồi, 5 đứa đang nằm viện rồi. Nhìn nào. Ôi trời ơi. Hình như giường mình xây bao nhiêu cũng được phải không á? Giường mình xây bao nhiêu cũng được thì phải. Đây còn trống mấy vòng nè. Mà thôi, tụi nó đi qua bệnh viện luôn, nó nằm hết rồi. Gì mà nó đông như thế này. Không có ai phục vụ cho tụi nó chơi. Làm sao luôn luôn có cái ba cái khiêu mặc định sẵn như thế này á, tín đồ sao mất hai móng này. $41 một giờ, trời ơi, nó có 26 à, nhưng mà hình như cái hiệu ứng boost gì đó nó mới lên được 41 luôn á. Chắc con này có cái điểm mà tính tiền cao. Coi còn được nhiêu nữa. 12, 12, 24. Ủa 12 đứa. 12 trên 23 đứa. Tính giáo chủ luôn là 24. Rồi, giảm được mới nhiệt. Giảm được trăm nhiệt là cũng nhiều lắm đó. Tí không giờ mình nhận thêm cái nhiệm vụ nhiệt nữa. Con thiên sứ giáng trần này sao tự nhiên nó khó tính vậy? Ôi ơi, nó đỏ nè, trời ơi, hai đứa đa năng, trời ơi, ba đứa này toàn khuyết tật không. Nhìn người ta một hàng xanh như thế này nè, nhìn mà học nè.
Ủa sao nó chưa vô? Mày cho nó làm gì bây giờ trời? Là cho nó làm đầu bếp à? Rồi mình cho đứa đầu bếp này cút đi. Còn khuyết điểm không? Nhưng mà mấy cái này nó cũng không có nặng vô mấy. Với lại nó có 3 điểm chật kịch sẵn nè, nên nó làm đầu bếp cũng khá là hợp. Thôi kệ nó đi. Quên mất tiêu nhiệm vụ này đó. Đủ luôn. Rồi xong cái này nữa là chắc chúng ta hoàn thành game luôn á. Nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta nè. Chính này là yếu nhất. 12. Xong cái này lên thì chắc đủ 100% luôn. Vừa khích. Chưa biết tăng cái gì. Được một cái xanh còn lại 4 cái đỏ. Cái xanh là do tôi tẩy tỉ nó mới nhận được á. Là do tẩy tỉ cái này nó mới nhận được cái xanh cái đỏ. Rồi tụi nó vào viện gần hết rồi. Cái phòng cuối cùng của mình đây. Đồ hỏng banh dành cho anh không sửa à? Sửa nè. Buồn buồn hiến tế đứa chơi cho giải trí ha. À, hiến tế đứa đồng đòn rồi đi. Ký hợp đồng với quỷ dữ cái đứa đồng đòn nữa. Đây đứa này vàng vàng. Ký luôn. Chuyển sinh. Vô ký hợp đồng bản. Sức mạnh vô hạn là một phần của cái dự án này. Tự do theo từng cơn gió. Ký hợp đồng thì nó cho mình tài nguyên thêm rất là nhiều. Gọi là X2 luôn á. Vẫn chưa biết cho nó làm gì đó. Con này. Cái phòng trung tình thì có cái con kia nó nói rồi. Vitality là cái phòng này phải không? Không. Của nó là cái vòng nào ta? Từ từ. Đây. À đứng quầy ba phục vụ. Rồi cho con này đi làm phục vụ luôn. Cái vòng này nó không cần chỉ số gì cả. Không cần chỉ số gì luôn. Rồi tụi nó ra viện hết à.
Bây giờ cái quest này nữa là xong thôi. Coi như là chúng ta sắp phá đảo game dữ rồi. Trừ 15.000 tiền. Ủa làm gì dữ vậy ta? Mình có xây cái gì không mà nó tiêu tốn tiền dữ vậy? À hình như cái này. Phòng này tôi không thấy ai vô đây tắm hơi luôn á. Công mình trang hoàng lên cái đống nè. Tiền nó cũng ít nữa. Được cái nó nâng kinh nghiệm nhiều. Gumboot đó là cái thằng chủ của mình, nó sẽ đứng đó nó nói, nó động viên. Bán hàng 2, nó đang rất là VIP nhưng mà nó đang đi làm nhiệm vụ rồi. Bán hàng 2 nè, tăng cho nó lên Very Good luôn. Khi nào nó về 14. Chết rồi, cover cover. Chín cover lên thì chắc đủ, trừ được 100 nhiệt. Bỏ 9 này đi, tí nữa có cái này là được. 100 này, đi luôn. Nó tạo ra mấy cái đồ vừa vừa như thế này à. Đồ hơi nhiều quá không có đứa sửa ta. Tụi nó làm gì mà banh giường luôn vậy? Thôi không cần sửa đâu, anh mua giường mới cho mấy cưng luôn. Giờ tiền bạc có thành vấn đề đâu. Như đi thôi nụ đó, đi ai đi ngang nó cũng chặn đường rồi, nó cướp tiền chấn lột tiền cho nè. Đó, ai đi ngang nó cũng chặn đường rồi, chấn lột cho. Từ chối. Từ chối luôn. Chỉ số nó còn hơi thấp. Ủa? Trên 9 với 2 à? Nó cũng vàng mà ta. Trên 9 với 2 à? 992, 929. Đây. Gì cây cứu vậy bạn? Anh em thấy cái quán bà của tôi nó đông chưa? Chơi mấy con game xây dựng á, cái thú vui của chúng ta là như thế này nè. Nhìn người nó lăng quăng dung dăng dung dẻ. Bót gương mình lên luôn. Chủ sĩ vô đây nó sẽ tẩy não. Đó. Nó tăng cảm xúc lên, mấy cái chỉ số cộng lên 2 lên 4 ở trên nè, anh em thấy chưa? Gì còn 100, đâu ai dám biểu tình nữa. Nhìn tiền với mà tín ngưỡng nó nhảy rồi nè. Cái điểm tín ngưỡng này buổi tối á, mình cầu nguyện nội bộ á, thì nó nhảy mới nhiều. Ủa hình niên này động viên tư tưởng nó lên. Đó, động viên lên một khúc nè. Sao sẽ chết gì cưng. 2 tiếng nữa bớt cái hiệu ứng này à. Cảm thấy làm quá nhiều việc. Rồi qua đây chơi giải trí nè. Có 2 cái phòng ăn chơi cho mấy bạn luôn nè. Đó đây một phòng, đây một phòng nè. Mấy bạn thích chơi đâu chơi.
Nhà vệ sinh có ba cái phòng riêng này, hai cái phòng chung, và giường cũng có giường riêng đó nè, cho nó ngủ chung nhau đó. Này màu vàng với này màu xám à. Hai mươi bốn, 24 là dư sức luôn. Chết rồi, thằng này nó đi rồi, đang ai dẫn đảo. Rồi, thời khắc chúng ta phá đảo đây. Xong hết cái dãy cuối được rồi. Bên này thì nó sẽ cho mình một cái thằng để VIP nữa. Còn 16 tiếng nữa, chả ai rảnh mà đi làm ở đó đâu. Còn phòng cuối cùng của chúng ta 48.000. Xong hết rồi. À bấm đây. Chết hết nè. Ok, bắt đầu phá hủy thế giới thôi. Bùm. Nhiêu đó à? Ơi ơi. Tính đâu có cái ảnh động gì rồi người nó ra sao, nó đưa mỗi tấm hình lên. Bảy mươi ngày thời gian thực tế tôi chơi là 10 tiếng. Đồ ăn trộm được 240. Trời ơi, hiến ba cái dòng máu gì 160 mấy hả? Không có tín đồ nào chết luôn á. Ba nhiệm vụ thất bại. Rồi, coi như game này chúng ta xong ở đây đó. Còn mình gì để chơi nữa. Rồi, ơi tưởng cái gì đoạn cuối nó cho cái cắt cảnh cái là hết game thiệt tình. Rồi, ok. Một con game mà ở giai đoạn đầu thì nó có vẻ là thú vị. Khoảng là 20 ngày đầu anh em chơi game là rất là tận hưởng luôn. Từ ngày 20 đến ngày 40 á, là cái độ tận hưởng nó vẫn còn. Tính khoảng ngày 45 nè, là cái video thứ hai của tôi á, thì nó vẫn còn khá nhiều thứ để mình mà trải nghiệm khám phá nữa. Nhưng mà từ những cái ngày cuối, ngày 40 tầm đến ngày 40 đến 70 đó là 30 ngày cuối á, khoảng 60% cuối cùng của game á, thì thực sự nó rất là chán luôn. Nó không có gì mới cả, nó chỉ lặp đi lặp lại thôi. Nên con game này tôi đánh giá thì cũng không được cao cho mấy, cùng lắm là mức trung bình. Chứ thực sự là không có quá sức mà tuyệt vời gì đâu. Thậm chí âm nhạc nó cũng rất là chán nữa, tôi phải bật nhạc ở ngoài à. Đây, chúng ta lướt thử cái trang Tempest thôi. Đánh giá 72% tôi nghĩ là hơi cao đó. Còn game này đánh giá là chỉ khoảng 60% là cùng. Nhìn thì trông có vẻ thú vị quá. Nhìn người ta xây nè. Nó có khoảng 3 cái đường để mình rẽ qua. Cái đường này thì tôi nghĩ là theo cái xu hướng hòa bình. Đó, theo xu hướng hòa bình. Còn cái của tôi là triệu hồi quái vật tấn công. Còn một cái xu hướng lựa chọn nữa là Gobo hóa, tức là biến mọi người thành Gobo hết. Thì có 3 cái hướng lựa chọn á. Nhìn người ta xây cũng đẹp quá sao. Chả bùi cho tôi xây. Biểu tình phản động. Xây cũng chi tiết quá. Thôi, game nói chung tôi nói bình thường. Tạm ổn. Khá thú vị. Cái DLC âm nhạc 42.000 á. Trời, DLC nhạc được 5 bài. Nghe là khoảng 15 phút là hết luôn. Rồi, con game mà tương đối trung bình, tạm ổn, không quá ấn tượng cho lắm. Rồi, chúng ta kết thúc con game này ở đây. Coi còn game gì chơi nữa không? Con game này thì họ gửi cho tôi cái bản tiếng Tàu không à. Tôi chưa có vô thử nữa, nó không có tiếng Anh luôn. Rồi, khi nào rảnh thì tôi sẽ kiếm một con game xây dựng chơi. Là con cà phê internet này. Cũng chưa có chơi lần nào luôn, mới tải về thôi. Không biết hôm dài nó có cập nhật update gì thêm không? À, con này họ gửi cho tôi test, tôi cũng chưa có chơi lẫn nữa nè. Nó cũng chưa biết khi nào ra mắt nữa, không có thông tin cụ thể gì hết. Còn lâu lắm. Có demo luôn cho anh em có thể thử. Còn bản tôi là bản play test thì không biết nó có khác gì không. Không khác gì thì chơi cũng khá là ổn.
kênh Ditto này thì cái tác Ditmo thì có thời gian rảnh mới chơi. Sanhui Heaven thì nó dạng như là mình lắp từ ngô thẻ bài á. Cái này đếp gửi cho tôi hồi nào tôi cũng không biết nữa. Vô chơi bấm bấm thử thôi. Bây giờ game chắc cũng ra mắt khá lâu rồi à. Đánh giá cũng rất là tốt nè, hơi ít người đánh giá đấy. Ra mắt ngày 24 tháng 7 là tính ra bây giờ cũng nửa tháng rồi. Mình chủ yếu là vô xây dựng mấy thẻ bài như thế này thôi. Nordland thì tôi đợi nó ra bản full luôn. Bây giờ con game Nordland này nó có việt hóa của anh em mà streamer đi Alam á. Bên họ streamer tiếng Anh cứng lắm chứ không phải là bù chữ như tôi đâu. Thậm chí họ còn giỏi đến mức là dịch việt hóa được con game luôn. Tôi thì dùng đơn dịch thì dịch không được á. Game này thì cũng khá thú vị. Game này tôi vẫn đợi bản vui. Game này thì vài tháng nữa nó ra bản 1.0 nè. Ông Dev ông làm con game này trong vòng 6 năm á. Một mình ông làm, sau này nhận được sự trợ giúp của người khác. Con Nam Dev này Dev gửi thì tới giờ tôi cũng chưa có chơi luôn. Con Cù Non này, Cù Non này thì tôi chơi mình. Game này thì cũng khá thú vị. Nó dạng tin bay, lúc trước tôi đã chơi một phần rồi đó. Đây, con Internet này. Có thời gian rảnh tôi sẽ thử qua con này. Mới chơi con Phúc có 4 cái thành tựu gì đó trời. Phá đảo tôi ghi mod từng cái thành tựu. Ông nào cũng làm mấy cái thành tựu này đáng á. Rất là xứng đáng để mà người ta thử luôn. Nó rất quý hiếm luôn. Nên là người ta muốn sưu tầm á, người ta khoảng 30-40 thành tựu người ta mới phấn đấu rồi lên người ta muốn chơi đâu. Game này Dev cũng không update gì từ lúc ra mắt tới giờ đó. Đúng lười. Rồi. Ok, bye bye anh em. À đây một game xây dựng đó gì nào. Hình như chúng ta phá đảo được con game tôn giáo Honey Ion Cuba này.